với, cứu tôi với, cứu mạng đi, cứu mạng đi, mà họ kêu cái tiếng kêu hả là thê thảm lắm, tại vì cái tiếng kêu của họ bị sóng, cái tiếng sóng với tiếng gió nó ác đi rồi, mà họ kêu khàn cả tiếng rồi. Lúc mà nghe người ta kêu á, cái tiếng kêu như vậy đó, Hồng đứng trong cái bên đang lái mà rỡn tóc gái luôn, nổi da gà rồi cách người luôn. Trước cái chết như vậy mà Hồng không cứu thì Hồng sẽ, thứ nhất là lương tâm cắn rứt, hai nữa là lòng nhân ái của một nhà giáo không cho phép Hồng bỏ người ta như vậy. Mặc dù Hồng biết phải cứu người là nguy hiểm rồi đó, mà mình có cái năm biết con nước vô thẳng, trong khi cá của mình nó sức cổ cũng chưa hết. Nếu như mình cứu người ta có thể tàu mình chìm và đoàn thủy thủ của mình chết hết luôn theo cái tàu luôn, mà Hồng chấp nhận. Bởi vì Hồng nghĩ, Hồng nói với mấy đứa thủy thủ thôi, bây giờ mình cứu người ta lên đi, mình sống thì người ta sống, mình chết thì người ta chết, chứ bỏ người ta không thành. Hồng cứ nghĩ vậy, thành ra nhưng mà trời thương, không có tàu mình không chìm, thành ra tất cả mọi người đều còn sống, mà tàu mình cũng còn giữ được. Ký ức về cơn bão Linda ngày 2 tháng 11 năm 1997 dường như vẫn còn in đậm trong tâm trí chị, cũng như trong tâm trí hàng triệu người Việt Nam. Huyền thoại về chị, người đàn bà trở về từ tâm bão mà chúng tôi muốn nói đến trong bộ phim này, có lẽ là chỉ là một câu chuyện giản dị của một người đàn bà đi biển một mình. Nguyễn Thị Hồng sinh ra ở Bến Tre, nhưng cả tuổi thơ của chị là trôi qua êm đềm và lãng mạn ở bên bờ sông Tiền, Mỹ Tho. 7 tuổi, chị đã bơi lội rất giỏi và thường bơi từ nhà bên đất cồn Tân Long sang Mỹ Tho 2 lần trước khi đi học. Chị cũng không thể quên được người bố thương con, nhưng có cách dạy rất nghiêm khắc đối với 4 chị em gái, những trận đòn chia đều cho cả 4 người khi chỉ cần một người mê mải chơi đùa bơi lội trên sông, quên cả học bài. Cũng từ niềm say mê trời mây sông nước từ nhỏ đã như định hướng cho một sự nghiệp sau này mà chị không hề nghĩ tới. Là người con thứ 5 trong gia đình có 9 anh chị em, 3 chị là chủ trại đóng tàu có tiếng của xã Tân Long, Mỹ Tho. Ông thường đưa cô con gái mê bơi lội đi theo tàu. Cũng vì thế, chị Hồng không sợ sóng gió từ khi còn rất nhỏ. Hơn nữa, những pho kiến thức bất thành văn của người cha về lý thuyết đóng tàu và những đặc thù sử dụng nó cứ thấm dần vào chị từ lúc nào không hay. Chị tỏ ra rất mạnh mẽ từ khi còn ngồi trên ghế trường phổ thông. Chị thích chơi thể thao, bóng chuyền, cầu lông, nhảy ngựa, học võ và tất nhiên cả bơi lội nữa. Nhưng đồng thời, chị cũng rất nữ tính, thích chụp hình làm duyên, say mê văn học, nghệ thuật. Khi còn là nữ sinh trường Lê Ngọc Hân, Mỹ Tho, chị có thể ngồi hàng giờ dưới gốc phượng để làm thơ, ca hát và mộng mơ. Cuối cùng không dừng được, cô gái lãng mạn đó đã nộp đơn thi vào trường Cao đẳng Sư phạm Tiền Giang và trúng tuyển vào học khoa văn theo đúng mơ ước. Tốt nghiệp khoa văn loại giỏi, chị được giữ lại làm cán bộ tổ chức của trường. Nếu cứ tiếp tục theo nghề sư phạm, có lẽ cuộc đời của một cô gái trẻ như chị sẽ theo một lối rẽ khác. Nhưng định mệnh đã đưa đẩy chị đến với biển, để rồi phải gắn chặt cả cuộc đời mình vào với nó. Đàn ông đi biển có đôi, đàn bà đi biển mồ côi một mình. Trong cuộc lái thuyền ra khơi giữa đại dương mênh mông đã là quá sức tưởng tượng đối với một người phụ nữ. Câu ca dao cứ văng vẳng theo chị suốt những tháng ngày đầu đi biển. Biển cả, giông tố, không muốn chấp nhận phụ nữ. Hơn nữa, định kiến đối với người phụ nữ Việt Nam không cho phép họ bước xuống tàu thuyền đã gây những khó khăn tưởng chừng chị sẽ phải nản chí. Nó vô cao đẳng nó học, nó đậu ra cái vụ nó nào là đi biển nghe không? Nghe không? Hòn đảo là nhà, giông gió là bà là bạn, bão tố là thêm sức mạnh cho mình. Xuống ra tôi bắt xuống coi phụ máy mở nước đồ
nghe học đề máy rồi rồi cho được. Đó là cái điều thứ nhất. Rồi điều thứ nhì, cho lên nghĩa là lái mình ngồi kế bên mình chỉ à, cái mũi nó đi bên đây mình phải bẻ qua bên đây gì là cái mũi nó trở lại lấy cái qua lăng đó là mình làm cái chuẩn đó. Rồi đó là nó mau lắm, có 5-6 tháng thì buôn tàu cho nó lái được. Với những lúc hiền hòa bình yên, biển thật đẹp nên thơ, nó có sức quyến rũ tột đỉnh với một người con gái lãng mạn như chị. Mỗi năm chị và những ngư dân đều phải gặp không dưới 10 trận bão, nếu không nhờ có sức khỏe, sự thông minh nhanh nhạy, kiến thức và đặc biệt là niềm đam mê biển cả thì có lẽ chị đã không đi biển được mười mấy năm rồi. Thêm một thử thách dữ dội nữa đã đến với người con gái đất Cồn Tân Long và với tất cả những ngư dân ở phía nam nước ta khi bất ngờ cơn bão thế kỷ ập tới vào cái đêm mùng 2 tháng 11 năm 1997. Lúc đó, chị đang trên đường đi thu mua cá từ Trung Quốc ghé qua Hòn Lại Sơn và đã bị rơi ngay vào chính giữa mắt bão. Bão suốt đêm kèm theo gió xoáy làm bật tung nắp hầm tàu, đánh tét mũi tàu. Trong cơn bão kinh hoàng đó, phải chăng tình thương yêu vô bờ của người mẹ là nguồn sức mạnh lớn nhất giúp chị vượt qua sự sợ hãi? Chị nhớ tới mẹ, nhớ đến cô Tám, nhớ như in những lời dặn dò của cô khi chị gọi điện thoại từ Hòn Lại Sơn về Sài Gòn cho cô lúc chiều. Chị nhớ cả đàn chó yêu quý đang mong ngóng chủ về. Mọi như đang ở bên chị. Chắc hẳn chỉ có thể lòng nhân hậu từ những người mẹ, từ gia đình đã nuôi dưỡng đẻ rồi trong cơn gió giật trên cấp 11-12, sóng dữ cao đến 8 mét, xung quanh nhiều tàu đã bị đắm. Mà lúc đó chị vẫn có thể bình tĩnh để điều khiển con tàu. Tiếng gầm rú của biển cả vẫn không sao áp nổi tiếng thủy cào của những con người bị rơi xuống biển. Chị ra lệnh cho thủy thủ của mình gồm Nguyễn Đức Trường, Võ Anh Tài và Nguyễn Văn Đoàn nối dây ném xuống biển cứu người. Trong suốt hơn 5 tiếng đồng hồ vật lộn, chị và đoàn thủy thủ còn vẹn chỉ có 4 người đã chiến thắng, vượt qua bao hải hùng đau thương để trở về với cuộc sống cùng 36 con người được cứu sống. Sáng ra, bão tan, cảnh tượng thật khủng khiếp. Cơn bão đã cướp đi sinh mạng của hàng trăm người và nhiều người bị mất tích. Hàng trăm con tàu bị đánh đắm hoặc va vào đá vỡ tan tành. Tàu của chị là một trong số rất ít tàu còn sót lại vượt qua mắt bão. Chị biết mỗi lần đi là mỗi lần lòng người mẹ lại hướng ra biển, lại đau đáu thấp thỏm lo lắng đến mỏi mòn. Chúng tôi may mắn ghi lại được hình ảnh thật sự xúc động trong một lần như mọi lần chị đi biển trở về. Má, má làm gì đó? Má gì vậy hả? Má lo cho con dữ lắm hả? Má đừng có lo nữa, con đi biển hoài mà. Sao má không lo được? Cho ba chi mà đi có đàn ông đồ đông thì má không nói gì. Còn con gái mà con đi vậy đó, nó cảnh bỏ mình quá quá. Thành ra nghe người ta kêu gì là nói chuyện ghe trơn rồi. Mấy người mà ghe cá nước mắm cái như này cũng vậy, nó hỏi á. Cho chị nọ là nó nói chuyện ở trên nước tư. Lúc này con không đi chứ con đi rồi con không chìm luôn nước tư. Sức mạnh của bão tố, tử thần đã không thắng nổi sức mạnh lòng nhân ái của một người phụ nữ nhỏ bé. Bão tố đã phải lùi bước trước người con gái quả cảm. Với bà, cho dù chỉ có là anh hùng gì đi chăng nữa thì cũng vẫn mãi là đứa con gái nhỏ bé và yếu ớt của ba mẹ mà thôi. Tôi chợt nhớ hai câu thơ của Chế Lan Viên. Con dù lớn vẫn là con của mẹ, đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con. Thank you.
Khi làm bộ phim về chị, chúng tôi lòng dặn lòng phải tìm cho được những người bị nạn, những nhân chứng sống. Sau một thời gian khá dài, đoàn làm phim chúng tôi cũng đã tìm được những nhân chứng này qua anh Hoàng Văn No, nguyên chủ tàu Diên Hồng, đã bị đánh đắm đêm đó, mà trên đó là hơn 20 con người đã được tàu chị Hồng cứu sống. Quả thực, ký ức về cái đêm bão tố kinh hoàng đó vẫn còn hết sức sống động trong tâm trí họ. Những câu chuyện, những số phận của nhiều con người trong đêm bão khủng khiếp 4 năm về trước được họ kể lại. Trong cái đêm đó thì bắt đầu là cơn bão tới thì tôi là chịu đựng không nổi. Tới khoảng 12:30 thì đêm, buổi tối đó 12:30 thì tàu tôi là bị phá vỡ cabin và chìm. Thì trong lúc đó thì chỉ còn tàu chị Hồng là con. Còn xung quanh thì tất cả các tàu khác đều bị đánh đắm hết. Sóng lớn quá, không biết lội đâu. Tôi mới nói lội chung anh em, tôi nói tất cả anh em bà con đừng có vô hòn là sống đập chết. Bây giờ lội ra ngoài đi, coi coi có ghe nào đó là vớt mình thì vớt, chứ vô đó là chết. Mai là gặp là tàu của chị Hồng, tất cả bà con anh em tôi là lội vô là tàu của chị Hồng. Thì la lên là cứu bà con ơi cứu, là chị Hồng mới thấy, kêu tất cả anh em là ngư phủ là thấy dây xuống, là tôi đu dây tôi leo lên. Tôi ôm miếng dán, ôm miếng dán tôi nó khích nhau lượn sóng tới cái chìm xuống, nổi lên cách nó ba tầm đất. Và nó chọt, tôi thấy giờ tiếc tàu, nó chắc tôi nghĩ là chiếc tàu đi 12 đêm mà, chắc chiếc tàu. Thôi mình chọt ra thì gặp chiếc tàu của, chiếc tàu hồi lên thì mình đâu biết tên tuổi đâu, biết chiếc tàu này là thu mua cá cơm ở Bến Tre. Cái tôi mới vớt lên rồi mừng quá. Có một số anh em là tự động lội qua tàu của chị Hồng, có một số là do phụ nữ này kia rồi đó, là do tôi đưa qua. Thì mình cảm thấy là chỉ có bám víu được là tàu chị Hồng, tại tàu chị Hồng lúc đó là còn đang chưa có bị gì hết. Thì lúc đó mình cũng không nghĩ là có thể là chị chịu đựng lội tới sáng không, thì trước mắt là mình phải đưa số người mình qua đó. Cái lên tàu được rồi cái Hồng á, quơ cái áo mưa trong tàu nó bận vô, ấm ấm chút, cũng còn lạnh nữa, cái nó cho được chai dầu, đưa vào cù là, xích vô cái ấm ấm cái mình, cái ngồi dựa sau lưng nó, cái mà sống tới thấy ghe chìm lạng đã chân, trời ơi lên đây cũng chưa chắc là sống, mà ghe nó trước á, thì là bay mẹ đến cái nắp hàm rồi, cái nó kêu thì thủ á, hốt cá bỏ hết đi, cho ghe nó nổi lên chứ để sao sống. Bể cái mũi ghe chìm mẹ nó còn gì. Mà mấy thằng nó cũng nhanh. Mà nó đá tàu cũng hay lắm. Nó đá tàu nhất. Mình nó là không thiệt. Công nhận nó hay thiệt. Tới gần là sáng thì là chị Hồng là ôm qua lăng cũng trông sống cho tới sáng. Rồi là tàu thì lúc đó là bể, sổ mũi bể rồi. Chị Hồng mới là nói với một anh là tài công á. Là mấy đứa bay là đổ cá, đổ muối bỏ hết. Quan trọng là cái sinh mạng của con người. Lúc đó là anh em tụi tôi cũng ra là phụ giúp với là cái anh đó một tay đang đổ cá đồ hết. Tới sáng là bắt đầu là chị Hồng mới là lệnh cho tất cả anh em ngư phủ ở dưới tàu của chị Hồng là kéo neo chạy qua bên là hơi xuống bãi giếng. Trên đường chạy đi là tưởng đâu là tàu chìm rồi, nước vô quá trời đi, rồi anh em tụi tôi là lấy tăng lấy đồ bao trùm lại. Cuối cùng là tất cả anh em bà con tụi tôi đều là thoát nạn. Vô tới bãi giếng là chị Hồng đưa lên trên bờ. Cũng nhờ là số người đó qua đó thì coi như là tôi qua đó thì tàu chị Hồng đã cứu thoát được một số rất đông. Còn cái số mà không lên tàu mà vô bờ thì chết hết 4 người, nghĩa là vô 5. Tôi còn sống, tôi thấy là chị Hồng rất là dũng cảm đó, mà trong cái đêm đó là chiến đấu tới sáng luôn. Chịu đựng tới sáng, sau đó là sáng là khoảng 6 giờ. Là tôi cũng đang trên bờ thì giờ mình thấy sóng gió thì mình với các anh em biên phòng ở trên bờ thì không có biết cách nào để ra cứu, biết là cái số người mình đang ở trên tàu. Nhưng mà chị Hồng có một cái quyết định sáng suốt là coi như là cương quyết bỏ neo để mà chạy qua cái mặt bên kia để mà tránh sóng. Đó thì ghi mà cái trong nghề nhau đó thì mình nói thật là chị Hồng đã có các cố gắng và dũng cảm để mà chống chọi với sóng gió, để mà giữ sinh mạng một số người rất đông, không phải riêng là thủy thủ của chị, mà lúc đó là trên tàu là mấy chục người rồi. Chị là cũng như là một người nói xin lỗi, là cũng như là một người mẹ đẻ lần thứ hai của tôi. Những mẹ tôi đẻ tôi lần thứ nhất. Trong cơn bão số 5 đó là tôi là bị nạn.
chị Hồng đã là cứu tôi nghĩ là cũng như là người mẹ đẻ lần thứ hai. Bây giờ tôi là vô đây tôi gặp là chị Hồng, tôi không biết nói lời những lời gì là cảm ơn cho nó hết cái nỗi lòng của tôi, cứu sống nguyên bản thân tôi và là tất cả mấy chục bà con đi chung với tôi. Biển đã không dìm chết nổi khí phách quật cường của người con gái quê ở Bến Tre hào hùng. Ngược lại, biển đã cho chị thêm sức mạnh để vượt qua những thử thách, những tang thương mất mát, để một lần nữa khẳng định lại chính mình. Chị mạnh mẽ, tươi trẻ, đầy sức sống. Có thể nói, không ai cứng rắn, nghị lực, dũng cảm và bản lĩnh như chị, mà cũng không ai dịu dàng, dí dỏm, đỏm dáng, nhân hậu và đậm đặc nữ tính như chị. Đã hơn 20 năm nay sống cùng cô Tám, nên tính cách của cô cũng ảnh hưởng khá nhiều đến chị. Nếu giữ tàu không được, sống nó dập, tàu mình bể hết, giờ Hồng phải làm sao? Thì Hồng sẽ lên ga, lên hết ga cho thủy thủ chặt hai neo mũi, tại vì tàu mình bỏ hai neo mang cá lên trước mũi, cô Năm biết mà. Bỏ hai neo mũi, chặt dây neo, chặt hai neo mũi luôn. Rồi Hồng lên hết ga mà cho cái tàu mình nó quay đầu vào cái mũi tàu mình quay đầu vào hòn rồi chạy hết tốc lực vào hòn. Bằng cách đó đó Hồng cứu những người trên tàu. Còn nếu mà tàu mà có chìm thì Hồng chỉ ôm vô lăng, Hồng chết với chiếc tàu thôi. À, chết cái đó đó tôi chịu, chứ còn mà lội về đó tôi đuổi ra khỏi nhà. Cô Tám là như vậy, rất khẳng khái và khí phách. Cô đã từng là nữ hộ sinh, đã từng là một cầu thủ bóng đá nữ đầu tiên của đội bóng đá Lạc Hồng Tiền Giang. Đã từng chửi thẳng vào mặt thằng quan Ba Pháp khi nó dám gọi cô một cách miệt thị là Anamit. Cũng đã từng quản lý hơn 13 chiếc tàu và 7 chiếc xà lan trong thời bao cấp. Là người phụ nữ nhưng cô rất giỏi lái tàu biển và nhiều kinh nghiệm. Từ vùng sông nước Tiền Giang sang đến biển Campuchia, Thái Lan, không ai là không biết cô Tám. Tuy không gọi cô là má, nhưng chị Hồng coi cô là người mẹ thứ hai của mình. Chị thương mẹ bao nhiêu thì cũng thương cô bấy nhiêu. Cả hai người mẹ đều mong muốn ngày nào đó chị sẽ tìm được một bến bờ cho riêng mình. Bởi chắc hẳn, cũng như bao người phụ nữ khác, chị vẫn chỉ là người con gái bình thường với những ước mơ và những khát vọng bình dị nhất của một người đàn bà. Trong căn nhà nhỏ hẻm đường Trần Hưng Đạo, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, vẫn chỉ có hai người đàn bà. Hai người đàn bà cùng có chung một niềm đam mê đang nương tựa vào nhau, niềm đam mê biển. Niềm đam mê sinh nghề tự nghiệp đó đã đem lại sự lạc quan cho họ bất chấp những cơn bão đời xô đẩy. 6 con chó và 7 con mèo là niềm an ủi, niềm vui, làm bớt đi phần nào, làm khuây khỏa những lúc lòng se lạnh. Một vài lần, chị đã định xin con nuôi nhưng đều thất bại. Chị đã vượt qua tất cả để đến với biển, vậy mà sao chị lại chưa vượt qua được chính bản thân mình để đón nhận hạnh phúc riêng tư? Lại đến với những con người, những đứa trẻ trong cơn hoạn nạn, tấm lòng nhân ái của chị vẫn trải dài theo từng cơn lũ, từng nỗi đau của đồng bào khắp nơi. Và những lúc ngưng nghỉ, không đi biển, chị lại là một hạt nhân năng nổ trong công tác từ thiện. Cũng chính biển đã cho chị những bài học vô giá về tinh thần đoàn kết tương thân tương ái của con người. Để quên đi những thất bại riêng, chị lại phấn đấu học hỏi, phấn đấu tự hoàn thiện bản thân. Chị học thêm sinh ngữ, tự học và đã thi lấy bằng máy trường hạng nhì. Rồi kỳ thi lấy bằng thuyền trưởng hạng năm đặc cách, chị đã đạt số điểm tối đa 10 trên 10. Người phụ nữ ấy vẫn mãi là một tấm gương sáng chói về lòng nhân ái, xứng đáng nhận danh hiệu cao quý người nữ anh hùng lao động Việt Nam. Đôi chân của người đàn bà đã vững vàng trên sóng gió đại dương. Người đàn bà đã làm thay đổi cả một nếp nghĩ cổ hủ lạc hậu đã tồn tại từ bao đời nay đối với người phụ nữ Á Đông, khi trở thành một người nữ thuyền trưởng đầu tiên của Việt Nam, bình dị nhất, với tấm lòng cao cả nhất mà biển cả đã trao tặng. Phải chăng giờ đây, người đàn bà ấy đâu còn chỉ đi biển một mình? Đêm chờ ánh sáng, mưa đòi cơn nắng, mặt trời lấp lánh trên cao, vừa xa vừa gần.
con sông là thuyền, mây xa là buồn, từng giọt sương thu hết.